Cả thế giới ngỡ ngàng, người nước ngoài tiết lộ 6 sự thật ít ai biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn! Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng oai hùng của dân tộc và thế giới thế kỷ 20, niềm tự hào vang động năm châu, chấn động địa cầu của hàng ngàn thế hệ. Các bạn ạ, người xưa thường luận công trạng khi con người đã về với thế giới bên kia mới là lúc để có thể khen chê. Nhưng phá lệ đó, ngay từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống, nhiều tác giả nước ngoài gồm các nhà khoa học, chính khách, tướng lĩnh và cả cư dân mạng, nhất là người Pháp và Mỹ đã viết về ông để bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng và đức độ của vị tướng anh hùng. Mới đây, một bài viết phân tích do người nước ngoài đăng tải trên mạng xã hội đã tạo tiếng vang và thu hút sự chú ý. Bài viết đã bật mí những điều mà ngay cả người Việt chúng ta không phải ai cũng biết. Vậy bài viết này đề cập đến điều gì? Mình sẽ bật mí cho các bạn trong video ngày hôm nay. Không ngờ Việt Nam có vị tướng giỏi như vậy. Cảm ơn tác giả nhiều nhé. Có dịp qua Việt Nam mình sẽ ghé thăm tượng đài Võ Nguyên Giáp. Việt Nam anh hùng rất nhiều. Trong số những người ấy, mình thần tượng là ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hãy viết về ông nhiều hơn. 37 tuổi, ông đã được phong hàm Đại tướng. Thật đúng là một vị tướng tài năng. Việt Nam đã sản sinh ra quá nhiều nhân tài. Ông sinh ra là để trở thành một vĩ nhân cho đất nước của ông và cho cả nhân loại. Ông ấy là huyền thoại, cả thế giới phải công nhận tài năng của ông. Đó là những dòng bình luận đáng yêu, rất chân thành, tỏ vẻ rất bất ngờ của người nước ngoài khi mà hình ảnh và thông tin về bác Võ Nguyên Giáp được chia sẻ. Các bạn thân mến, vừa rồi khi mà đang lang thang trên một diễn đàn chính trị thế giới thì mình cảm thấy như vỡ òa khi bắt gặp một bài post đặc biệt, nội dung liên quan đến vị đại tướng đại tài của dân tộc Việt Nam. Bên dưới bài viết cũng có vô số những dòng bình luận tích cực. Đại ý, tiêu đề của bài viết ghi rõ là 6 sự thật ít ai biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam. 6 điều đặc biệt sau đây sẽ khiến cho bạn bất ngờ hơn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta. Thứ nhất, Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất thế giới. Không phải nói thêm vì sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, BBC gọi ông là vị tướng huyền thoại, là tổng đạo diễn mastermind của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam. New York Times nói rằng ông là vị tướng kiên gan và cuốn hút của Việt Nam. Le Monde đăng tiêu đề Võ Nguyên Giáp, anh hùng của nền độc lập của Việt Nam. Theo công bố của Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh, ông vinh dự xếp vào một trong 10 vị tướng lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới, là bậc thầy về chiến tranh du kích với những chiến thuật cực kỳ nhạy bén. Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, tiêu diệt pháo đài bất khả xâm phạm của Pháp đã phần nào thể hiện được tài năng của một vị tướng lĩnh như ông. Và điều thứ hai ngay sau đây càng chứng minh rõ ràng rằng nói Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất thế giới là hoàn toàn xứng đáng. Thứ hai, vị tướng duy nhất đánh toàn thắng đế quốc Nhật Bản, quân đội Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Các bạn thân mến, nói không ngoa khi cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị thiên tài quân sự của Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng. Ông là vị tướng đầu tiên và duy nhất đánh bại hoàn toàn cả 4 nước có tiềm lực quân sự cực kỳ hùng mạnh lúc bấy giờ là Nhật Bản, Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Những chiến tích anh hùng của thiên tài quân sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới công nhận. Thế nhưng ít ai biết rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được mệnh danh là đại tướng đánh thắng nhiều đại tướng nhất. Cùng điểm lại những đại tướng của Pháp và Mỹ đã thất bại dưới người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời cầm quân của mình, từ năm 1946 đến 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lần lượt đánh bại 7 đại tướng của Pháp. Có một điều đặc biệt nữa là hầu hết những vị đại tướng đại bại dưới tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều thể hiện sự tâm phục, khẩu phục. Tướng De Castries, một người từng chịu thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã phải thốt lên rằng: "Tôi hân hạnh được làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông." Thứ ba, đại tướng trẻ nhất Việt Nam. Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp, lúc đó ông 37 tuổi. Tiếp sau đó là các sắc lệnh phong trung tướng và các vị thiếu tướng khác. Có một phóng viên phương Tây mới hỏi bác Hồ rằng: "Chúng tôi chưa thấy Việt Nam có một trường quân sự cao cấp nào. Vậy, ngài chủ tịch căn cứ vào đâu để phong nhiều cấp tướng như vậy?" Bác Hồ cười rất đôn hậu và trả lời rằng: "Việt Nam chúng tôi đang đánh giặc theo kiểu du kích, nên cũng phong quân hàm theo lối du kích. Nghĩa là ai đánh thắng đại tá thì phong đại tá, ai đánh thắng thiếu tướng thì phong thiếu tướng, ai đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng. Và có lẽ ông cũng đồng ý với tôi là phong như vậy vẫn còn là khiêm tốn phải không?" Người phóng viên phương Tây ấy hoàn toàn bị bất ngờ vì vào thời điểm năm 1948 thì nước Pháp đã phải thay 2 vị tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương vì bại trận.
đó là các tướng Leclerc và Valois. Đây đều là tướng 4 sao tài ba của nước Pháp. Và quả thật, không phụ lòng tin của Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm nên những trận thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Thứ tư, ông từng là một giáo viên dạy lịch sử. Trước khi trở thành vị tướng tài ba của dân tộc, Võ Nguyên Giáp từng là một thầy giáo dạy sử, truyền đạt kiến thức, nhiệt huyết yêu nước cho bao thế hệ học trò. Những bài học của ông đã khơi gợi tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc, lòng tự hào của con người Việt Nam máu đỏ da vàng cho nhiều người. Nhận xét về ông, nhiều người cho rằng, ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có sự thân thiện và ấm áp. Sự vẹn toàn tài đức này có thể do xuất thân từ một nhà giáo dạy sử của ông. Sau này người ta vẫn đồn đại rằng, ai biết được rằng thầy giáo dạy sử tay trói gà không chặt lại trở thành một vị tướng tài ba nhất thế giới. Từ giáo viên dạy sử đến người viết nền lịch sử là có thật các bạn ạ. Thứ 5, đại tướng viết nhiều sách nhất Việt Nam. Võ Nguyên Giáp cùng với sự nghiệp quân sự có 102, ông còn là tác giả của 64 đầu sách trên 10 vạn trang in, đóng góp vào kho tàng lý luận về chiến tranh nhân dân, về học thuyết quân sự Việt Nam, vào kho tàng văn học và sử học của nước nhà. Với 64 đầu sách đã được in và xuất bản, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xứng đáng được coi là người văn võ song toàn khi không chỉ giỏi về mặt thao lược trên chiến trường, kỹ năng viết lách của ông cũng khiến nhiều người phải khâm phục. Những trang sách của Võ Nguyên Giáp là nguồn đóng góp quý báu vào kho tàng lý luận về chiến tranh nhân dân, học thuyết quân sự Việt Nam. Thứ 6, ông là nhân vật duy nhất trong vũ trụ truyện tranh và điện ảnh Marvel từng hai lần đánh bại Nick Fury. Để tránh các rắc rối chính trị, hãng Marvel không dùng nguyên bản hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà tạo nên một nhân vật mới mang tên Lê Trọng Giáp, ghép bởi tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một người đồng chí mà ông kính trọng nhất cuộc đời, chinh chiến của mình, đó chính là Đại tướng Lê Trọng Tấn. Nhân vật này được miêu tả là Đại tướng của quân đội Bắc Việt, một nhân vật xuất chúng với tài nghệ và tư duy chiến lược bậc thầy. Tuy chỉ xuất hiện như một nhân vật phụ trong 8 tập truyện tranh, nhưng Lê Trọng Giáp lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi đây là nhân vật duy nhất trong vũ trụ truyện tranh và điện ảnh Marvel từng hai lần đánh bại Nick Fury. Trong các trang truyện, nhân vật Lê Trọng Giáp cũng có nhắc lại hai trong số rất nhiều các câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là nhìn vận mệnh của đất nước này nằm trong tay những kẻ ngoại bang và đây không còn là Đông Dương thuộc Pháp. Chẳng còn bất cứ thứ gì của người Pháp ở đây cả. Đây là Việt Nam. Khi bài viết đặc biệt tiết lộ 6 sự thật về Bác Võ Nguyên Giáp được đăng tải trên mạng xã hội Việt Nam, nhiều bạn khán giả cũng không cầm được nước mắt. Bác Giáp là con người toàn diện nhất, giỏi võ, giỏi văn, có cả tâm và đức. Người tài ngàn năm hiếm có được như bác. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng vĩ đại của nhân loại. Chúng con tự hào vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra ở Việt Nam. Bác Giáp học giỏi quá, nếu ví Bác Hồ vĩ đại là thánh thì Bác Giáp cũng đột phá thăng cấp lên chiến thần. Đến địch còn phải kính nể thì các bạn nên biết chúng ta có một vị tướng tài ba khiến cả thế giới phải khen ngợi hết lời. Sau 6 điều trên, các bạn nghĩ tất cả mọi thứ ta phải học từ Bác Giáp là gì? Đó là học và một ý chí thép. Chỉ có học mới khiến ta giỏi, chỉ có ý chí thép mới khiến ta bứt phá, tạo nên một tinh thần lớn. Khi hai thứ ấy kết hợp lại, ta sẽ tạo nên điều phi thường. Khi nghe Bác Giáp nói công lao to lớn của bác chỉ là một giọt nước trong biển cả thôi thì nước mắt mình đã rơi các bạn ạ. Một con người vĩ đại lại khiêm tốn quá như vậy thật đáng để trở thành một tượng đài bất diệt trong tim chúng ta đúng không nào? Các bạn có cảm nhận như thế nào sau khi xem xong video này cùng với 6 điều mà chúng mình vừa mới nêu trên? Bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Và đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.